Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Đây là cây hoa của siêu bình lợi trổ bông nè, chùm chùm nè, này ghép vào 24 tháng giêng. Bữa nay là coi như là cuối tháng 8 mà ghép được khoảng cỡ 7 tháng tính từ ngày ghép á. Trổ bông nè, chùm chùm cục cục luôn á, bình lợi rất là thơm á. 2, 4, 6, chùm này trổ được 7 bông, thơm lắm á. Bình lợi bông chùm không à, bông nó nhiều cánh á. Bình lợi được cái là bông bự nhiều cánh, trổ chùm này nè, hút ghép à, ôm nụ đặt hết trơn, rất là thơm á. Này nó lên à, lên bông à. Này lặt lá cho chơi luôn á, nút nụ rất là chắc á. Chùm anh em nhìn đã không, nhiều cánh, nó đổ ra cái bông nó sạch sẽ, nó không có bị dơ, nó rụng cái nhị, cái bông nó sạch trơn. Siêu bông bình lợi đổ quá đã. Ba lớp cánh, bình lợi trổ bông quá đã, thơm á. Nói chung là nó trổ nhiều nó sẽ thơm, còn trổ 1-2 bông mà chúng ta thấy nó ít thơm á. Đây còn cái lô bình lợi này còn lại được 2 cây á. Đó, hàng chơi Tết lấy giống được nè, nụ nó đặt cây ra nè. Mấy cái đọt dài dài này thì em ta bấm lại, bấm lại để mà lấy giống, còn không lấy giống thì cũng nó bấm lại cho nó tròn tàn. Cái này ghép được khoảng cỡ 7 tháng, ghép cỡ ghép một lượt cỡ cây tứ quý này. Đó, cây số 1 à, hoành là 16, cao 50, ngang 50, ghép 3 bo, giá 550.000. Khi anh em mua cái này mình sẽ tặng thêm một cái cây nhĩ ngọc toàn nhỏ hoặc là một cây bình lợi nhỏ. Đó, cây bình lợi số 1 gốc bự, chậu này chậu 3 tấc lọt lòng, ghép 3 bo, cái bo ghép bằng ngón tay út luôn à, 550.000. Cái hàng gốc bứng này còn có 2 cây là hết lô luôn á. Lá bình lợi ra thì nó xanh đen à, nụ dữ lắm. Rồi, cây số 1 á, giá là 550.000. Rồi, tiếp theo cây số 2 á, bình lợi luôn. Cây này thì tàn nó không bằng cái đầu á, cái gốc cũng bự, cũng có chơi bông làm giống được á. Cây số 2 nè, hoành nó là 17 á, bóp tay không giáp luôn nè. Ghép 3 bo, cao khoảng 60, ngang 40. Cây số 2 này giá là 450.000. Cũng giống như cây số 1 á, anh em mua thì mình sẽ tặng thêm một cái cây giống nhỏ. Đó, có 3 giống là Phú Tân nè, bình lợi với lại nhĩ ngọc toàn. Đó, anh em lấy cây nào thì chọn á. Cây số 2 giá 450.000. Gọn gọn ta để bạn ta chơi, cắt gọn gọn thôi, bông nó một cục, bông nó đeo cục cục á, nhìn nó cũng đẹp lắm. Rồi, tiếp theo là cây số 3 bình lợi, cây này giá rẻ 300.000 thôi, bao ship mà tặng thêm cây giống nhỏ nè.
Đó. Xin xếp tiền thùng cây này đâu đó cũng khoảng gần 70-80 ngàn rồi. Cây này bán ra nếu mà trừ hết chi phí nó còn có trăm mấy ngàn thôi. Tặng thêm cây giống nhỏ nữa. Giống nhỏ giá 80 ngàn. Này nó có cái thẹo chỗ này. Nè, báo giá rẻ. Có cái thẹo chỗ rễ này. Còn lại thì cây mạnh khỏe. Cây này nó nằm chậu là chậu 2,5 tấc. Về chúng ta thay qua cỡ 2,5 tấc lại. Phân này thì nó cũ rồi. Đó, giờ chúng ta phủi sơ sơ chúng ta làm phân mới lại. Phân này chắc cũng cả năm rồi. Cây bình lợi số 3, 300 ngàn bao xếp. Thấy nơm không? Giá rẻ. Ta có bông bình lợi nè. Quá đã. Chùm. Bông nó sáng. Bông bự. Nhiều cánh. Trổ hành chùm chùm. Với cây đây là cây nhĩ ngọc toàn nè. Này nó sổ bông ra nè. Rất là thơm. Có 10 mấy bông mà trổ thơm dữ lắm. Chắc trưa trưa chút mấy ong bầu lại đầy mấy cây này luôn. Nhĩ ngọc toàn á. Đó, mới nhắc là nó lại tới rồi đó. Ong bầu, ong vú lại nè. Nhĩ ngọc toàn. Bông nó nhìn sang lắm. Nó kem kem, nhìn nó sang trọng lắm. Nó vàng, nó không vàng, nó trắng, nó không trắng. Đó, nó màu kem kem, nó lai ra. Hồi xưa là lúc mới ra một mắt lá thế này là người ta bán là 500 ngàn đồng á. Mà chạy dành nhau đi mua chứ, chứ không phải cũng không có mà để mà mua nữa. Độc lạ nè. Độ phát triển thì rất là mạnh đó, so với những cái loại mai kem á. Mai kem, ngọc mai đâu á. Đó, thì nó mạnh hơn rất là nhiều. Đó, nụ đầy luôn á. Này siêu bông Sài Gòn trổ. Này cây này ghép 5 giống á. Có vàng, có trắng, có kem luôn. Cụm rừng mai tứ quý. Này giá 5,5 triệu bao ship á, nhận nuôi đến Tết luôn. Cụm rừng 5 cây. Có bình siêu bông bình lợi á, bạch mai tân tân, giảo thiết mai. Nhĩ ngọc toàn với lại siêu bông Sài Gòn. Đó, giữ cái form này. Cắt tỉa gọn lại, cao 80, ngang 1m2, rộng vô là 80 luôn. Đó, ta xem. Mà vô nhôm đỡ lại cái là nó tròn vo á. Cây tứ quý. Rồi, tiếp đây cho anh em xem mấy cái cây giống nhĩ ngọc toàn á. Siêu bông bình lợi là nhĩ ngọc toàn. Hàng giống nhỏ, một cái được cả chục bo trở lên á. Nó cây mạnh khỏe. Đây, này là nhĩ ngọc toàn á. Còn bên đây là siêu bông bình lợi. Cây đã được cũng cả chục bo trở lên à. Ghép cũng được cỡ 5-6 tháng gì rồi. Hàng giống nhỏ. Đó, như cây này nè, bấm gọn gọn lại trổ. Cục cục bông bự chán luôn á. Bông bình lợi nè. Nhiều cánh, bông bự nhiều cánh.
sức sống mạnh. Năm nay thì đa số là nhà vườn ở Bến Tre ghép giống này, ghép số lượng rất là nhiều, ghép bình lợi nó dễ nuôi dữ lắm á. Nói chung một cái giống mà nó đẹp nó khó nuôi thì người ta cũng hạn chế ghép á, còn nó vừa đẹp mà vừa dễ nuôi nữa thì nó ghép rất là nhiều. Này, này có dàn mướp mà nè, bứt bông mướp cho mình so thử với mấy cây, mấy cây bông mà nè. Bông mướp, mướp quá trí bự luôn. Bông ở đây bự hơn nữa nè. Bứt bông này, mướp à. Mướp này cỡ 8 phần á. Bông mướp à. Chúng ta xem. Mấy bông nó bụng bự chành bành nè. Nó nhiều cánh. Bên đây là Sài Gòn nè. Sài Gòn thì cánh hoa nó ít hơn nên cái bông nó nhìn nó mỏng. Sài Gòn à, bên đây cũng Sài Gòn. Mấy bình lợi chủ nhà so với cái chùm bông ở trong nhà. Bông mướp à. Mướp à. So. Nguyên cái chùm quá trời luôn á. Chùm chùm luôn á, quá đã. Chùm chùm luôn á. Cái bông này cũng bự lắm. Tại nó nằm chung chứ tách nó ra nó bự lắm á. Trổ à. Rồi, nay giới thiệu anh em một số cây chúng ta có sưu tầm để làm giống chơi. Cây này cũng ghép bình lợi nhà. Ghép này nè, nó xì tược à. Cây mai vàng ghép giống bình lợi. Hôm nay là giống Phú Tân. Đây là cây bình lợi F1. Nó F1 là do là cây này là cắt tử cây đầu dòng của anh Đủ Lực ghép vô. Cây đầu dòng ghép vô nè. Nói chung đầu dòng với lại ghép vô với lại cắt ra từ cây ghép á, mình thấy bông nó cũng như nhau á. Thậm chí những cái cây mà ghép vào những cái phôi khỏe mạnh á, bông còn đẹp hơn cả những cái cây, đẹp hơn cả cái cây này của mình á. Cây với mấy cây tứ quý khỏe mạnh nè, đó khi mà mình lấy giống mình ghép ra đó, thì mình cắt bo của mấy cây tứ quý này mình ghép ra luôn á, chứ cũng không có cắt cây đó nữa. Cây đó là bo thì yếu á, yếu ghép ra thì không có, nó phát không có mạnh lắm. Yeah, anh em yêu cầu bo phải bo F1, F2 gì á. Đó, còn ở đây mình cái nào mạnh thì mình ghép à. Chứ không có F1, F2 gì trơn á.
ghép thì nó như nhau hết á. Vô cây tứ quý nó còn mạnh, nhiều khi ghép ra bo mập mập không à, ghép ra nó còn mạnh hơn cả mấy cây, cái cây mà cáp ghép từ cây đầu dòng ghép ra này bo yếu yếu không á. Đó, khách tới vườn hỏi xin mình cho không à, chứ mình cũng không bao giờ mình ra mình để cắt cây này mình ghép ra. Đó, bo không mạnh á. Đây là cây nhị ngọc toàn gốc tứ quý rõ bông nè, ghép mới có 2 tháng mấy thôi. Đó, lên bông đẹp á. Này ghép một cặp cặp á, cặp tứ quý á, lẹ lớn dữ lắm, nút nụ nhiều lẹ lớn, có bông chơi rồi nè. Tứ quý ghép à, nhị ngọc toàn à. Mai vàng ghép nhị ngọc toàn à. Nhìn bộ đế à, đã này tứ quý ghép nè à, dính hết không á. Đó, mấy cái bo nào mà ta tháo ra mà nó chưa có xì, chúng ta lấy cái bằng keo ta quấn lại cái nó xì lên nè. Đó, như này quấn lại. Đó, nó xì theo được hết rồi. Khi ghép có mấy bo lên trước lên sau. Tháo ra cái nó lên đều hết. Nói chung là nó lú lú, người ta lo người ta tháo xả gió. Tháo ra trước xả gió như thế này nè. Đó, tháo cọng dây ra. Còn giữ những để giữ đi với cái bịch đó. Cỡ 2 3 ngày sau thấy nó mạnh, nó không có héo nữa thì giật ra luôn, chứ chúng ta giật ra đột ngột nhiều khi nó héo luôn á. Héo nó hư bo luôn à. Này quấn lại, có cái bo này bo nụ nó chưa có lên nè, quấn lại đó, nó bắt được cái là nó lẹ dữ lắm. Này chừng tháng sau nữa là thấy là bít cây luôn, lẹ lắm á. Nó như này nè, nó phát được cái là bít cây luôn. Này cũng ghép 2 giống á, bình lợi là nhị ngọc toàn nè. Này kính cây luôn rồi.